Bây giờ là bưởi bác có độ sai chưa? Sai lắm rồi. Sai lắm rồi à? Rồi tôi cảm ơn chú nhá, chú giúp chúng tôi biết là mọi năm tôi không biết đi chơi chấm hoa, năm nay tôi chấm hoa nó sai lắm rồi chú ạ. Vâng. Bác ở đâu ạ? Tôi ở tận bên Vĩnh Phúc cơ. Bác có nhiều diện tích không? Là tôi cũng nhiều lắm, tôi khoảng có cỡ bây giờ tôi có 200 à 120 gốc là còn đang có quả. 120 gốc đang có quả. Thế còn các cái cây khác là chưa có à? Cây non chưa có à? Cây non thì tôi chưa. Vâng. Thế là bác áp dụng cái phương pháp cái theo kênh của cháu lâu chưa? Ôi dồi ôi, mọi năm chú ơi, mọi năm chả có quả mà làm, chả có chả được thu nhập nó tự hết mà chả có quả chả biết làm. Vâng, mỗi năm không Bây có. giờ năm nay chị mới mua cái điện thoại thì chị dở cái mấy cái điện thoại thông minh thì mới xem mọi năm cứ vậy. Bây giờ tới điện thoại thông minh thì biết thế này mới xem kênh của chú đúng lắm, tôi cũng thích xem kênh của chú, đúng là chú tiền nhân rất là có khác ạ. Vâng, Chú cảm ơn thích bác. hoa thì phấn khởi, thật tôi lúc nào tôi cũng xem chú chia sẻ. Hôm nay bây giờ chị làm thế để tôi đừng muốn hỏi nhưng mà tôi sợ em lắm việc. Bây giờ hôm nay chị đi hỏi là bây giờ chị bưởi này chị rất sai quả rồi, Vâng. bắt đầu quả rất sai rồi, bây giờ chị đánh thuốc gì hay là bỏ bỏ phân hay bỏ bỏ cá bỏ bỏ ấy như thế nào bảo chị đấy. Vâng. Bây giờ thì bác phải phun lúc quả nhỏ này, bác phải phun chống rụng sinh lý với lại phát triển cái cuống ấy, thì bác dùng cái dòng Optiva bác nhá, để phun cái lấm phổi rộng. Thế chú ơi, đợi chị khôn tí á, chị ở đây Vâng. chị nhá, Vâng. đúng không? Vâng. Chị lấy Và lấy bút chị bác ghi vào, lấy bút bác ghi vào. Đó. vài phút giúp chị nữa nhá. Vâng. Để chị lấy giấy bút chị ghi đi, không mà chị là chị già, chị hiện anh chị có tuổi rồi mà trông giờ mỗi cái này mà chả làm được cái này đáng quá. Mà chị năm lúc năm ngoái á, Vâng. năm ngoái chị ăn chị hơn trăm gốc bưởi, chị được có chục triệu bạc Thế à, năm ngoái rồi. năm nay sai quá à? Năm nay thì sai lắm em ạ, sai mà những cái quả nó cứ cây nó đỗ quả nó cứ xanh đẹp lắm rồi em ạ. Vâng, thế bác phun được mấy lần rồi? Thì đầu tiên là phun đầu tiên là lúc ăn quả xong thì phun này, xong ra riêng thì phun này, xong chuẩn bị ra hoa thì lại phun tiếp này. Vâng. Lúc lúc mà nó chớm chớm mà nó chớm chớm mà có đôi hoa nó nở đấy thì lại phun tiếp rồi. Vâng, thế lúc đang nở hoa có phun lần nào không hay không phun? Không, nó đang nở hoa thì không phun. À. Nhưng mà mình phun trước được sạch sẽ rồi cả lúc đang nở có bông hoa có nào phun rồi gì? Lúc mà nó nở được vài bông là chị cũng phun rồi. À thế được rồi, thế nó sạch bệnh. Nở được 10% là chị phun rồi em ạ. Vâng, thế sau đây được gần đây nhất có phun lần nào không? Chưa, từ lúc đấy chưa phun. Vâng, thế bây giờ quả đã bằng đầu ngón tay chưa? Cũng có quả bằng đầu ngón tay nhưng mà cũng có quả bé quả lớn. Bây giờ nó ra ngoài chị không thụ phấn nữa thì chị bỏ, thì không thụ phấn nữa. Vâng. Thế giờ nó đậu rồi thì bác lấy cái Optiva bác phun nhá. Optiva. Vâng, Optiva nó là lấm phổi rộng nhưng mà nó lại có cái tác dụng phát triển cái cuống gỗ và tròn trái và nó chạm vào hạt, trong này nó cơ múi nó cân đối. Optiva đây chị không biết có hay không. Vâng, giúp em cho cái số điện thoại bác xem cái cửa hàng mà em vừa phát hôm qua đó, anh người ta có đấy, em lấy vừa rồi. Đây chú đọc cho chị đi. Không, Optiva này. Optiva mấy bác đánh cho em thêm cái thằng bỏ chi nữa nhá. Bỏ chi à? Vâng, đánh được bỏ chi, nếu mà bác kiểm tra có nhện đỏ thì bác phun nhện đỏ luôn để cho cái quả nó không bị rám nhá. Vâng, nếu không có nhện đỏ thì thôi, còn nếu không có thì phải phun, nếu mà cẩn thận thì phun được một lần thì quả nó đẹp cho lời. Được, chị cứ vun tất em ạ, làm thế Vâng. nào cũng vun chị nhá. Vâng, bác chọn dòng mát, nếu trước em cho cái số điện thoại của cửa hàng đấy, bác có thể điện cho họ hoặc là trên đấy có thì mua luôn cho đỡ gần. Chú đọc con vun gì nó đoạn gì chú cho chị Đấy thì đoạn bây chị giờ đoạn là chị đọc. chủ yếu là bác đánh bọ trĩ này. Bác đánh được cái nấm phổ rộng được cái thằng thằng Optiva ấy thì nó quả nó đẹp, mã đẹp và sau này nó cuống gỗ phát triển, nó tránh rụng sinh lý hạn chế hơn. Với bác bón thêm được bổ sung bổ sung được cái phân bón ngay bây giờ thì tốt. Và phân bón gì bón là phân bón lá gì đi Phân bón lá phun được thì bác phun thêm bo. phân bón lá bò gì Vâng, bón bo vào cho nó đỡ đỡ tắc tầng rời. Nó tách tầng rời nó giữ quả nó nốn trái nữa. Hoặc bác quanh thêm rong biển, nếu mà cây yếu bác phun thêm rong biển. Đấy. ở đây không có rong biển chú ạ. Thì chốc em cho cửa số điện thoại của cửa hàng thì bác thích gọi cho họ thì nó ship cho, họ ship cho nhé.
Vâng, trồng Thế bác chị phải ngô. vâng bác phải bón được gốc luôn nếu như bác có cá đỗ ngô ngâm gì không? Chú ơi, bây giờ Có. chị hỏi nè, bây giờ hôm qua là chị mua đổ cái Mua cái gì? 5-6 xà cá, bây giờ ngâm tươi, bỏ vào tươi vào gốc hay là ngâm tốt hơn? Phải Chú ngâm bảo với chứ, chị phải đấy. ngâm sau này mình phải tưới loãng chứ, giờ từ cá này mà chắc chưa ngâm thì không bón được đâu. Chưa ngâm không bón được à? Vâng, còn bây giờ bác bón sinh lý cho em, nếu có thì bác bón cho em khoảng tầm mà ném ra thì khoảng 3 lạng NPK 3 con 13 cộng TE. Ném khắp À, ra. bây giờ chị đúng không, cái loại 13-13 đúng không? 13 13 cộng TE để cho quả nó lớn chẳng tránh dụng sinh lý nhá. Ném khắp rộng ruộng dưới gốc nhá. Đừng ném vào gốc Vâng. cây. Vâng, ném sắp ra thì nó cộng TE, tức là TE là nó viết tắt của từ vi lượng, thì trong đấy nó có bo kẽm và đồng các thứ đấy. Chị nhà chị có phân 13-13 này. Cộng TE, phải cộng TE Cộng đằng sau. TE, đúng rồi. Đúng rồi. Cộng TE. Đấy thì bác bón ngay đấy cho em khoảng mỗi cây từ 2 đến 3 lạng ngay bây giờ, ném khắp ra nhá. Vâng. Xong vài hôm lại tưới ẩm một lần cho nó ăn, nó nhả dần cho nó ăn, cho nó lớn quả nhá. Vâng, là chị ẩm lắm em ạ, hai bên có rãnh. Không, nhưng mà rãnh ở dưới khác, nhưng mặt nước trên mà nó không ném là nó không tan được lân ra. À, thế Phải à? phun vào thì nó mới tan được, thì nó mới nhả, thì tôi mới thấm xuống rễ tôm nó mới ăn được. Thế là bón cái te mày à, bón 13-13 mới mới bón gì nữa thu lên à? Nếu mà bác có điều kiện thì bác tưới thêm thằng Sumago cho quả lớn nhanh. Sumago á? Vâng. Ở đây chị chả biết có Sumago. Em chốc cho số điện thoại của bác của công ty là họ sẽ gọi về trực tiếp cho bác, người ta tư vấn cho bác có mua thì mua nhé. Vâng. Thế Vâng, bác. là Cái Sumago tưới ra được nhiều mà, em vừa rồi nấu qua đấy thêm 3 chai. Vâng. 13-13 chị định cho là mỗi khóm là 5 lạng NVK với Đừng chị đừng. 3 lạng 13-13 ET đấy, được không? NPK là 13 con 13 đấy thôi, đừng bón thêm gì nữa. Giờ nó bón nhiều là nó đẩy quả, bón vừa đủ thôi. À thế à, thế được rồi. NPK là đạm mân kali đấy, nó còn nó viết tắt đấy là, chứ đừng bón thêm cái gì nữa, chỉ ba ba lạng đổ lại thôi. À thế à. Vâng, vì quả nó còn nhỏ chứ ăn nhiều, bác bón nhiều quá là nó lên đạm nhiều quá nó đẩy đấy. Chú ơi, thế thì chỉ có đầu trâu là 13-13 ET Ừ, đúng rồi, cũng được, nhưng loại nào cũng được, đấy. nhưng Đúng mà không? xong rồi lớn thì lại bổ sung sau nhé. Vâng. À, thì bác cứ làm với cho em cho cẩn thận rồi. Và Còn những có tận dụng được các cái nguồn ngô ngâm, tưa cá ngâm thì pha nó băng tưới cho ăn dần cho lớn trái nhá. chứ không, chứ bây giờ không bỏ tươi à? Đừng bỏ tưới, nó đang nó ăn làm sao ngay được. Bón ra nó phải thối mà. À. Nó thối nó phân hủy, giờ bác cứ phải cho ăn ngay để cho nuôi trái, rồi bác bón lên 1 tháng sau nó mới ăn thì hỏng hết rồi. Bây giờ bổ sung chưa có thì mua luôn NPK hoặc là mua cái Sumago ấy, tưới luôn cho nó ăn. À, loại Sumago hữu cơ tưới nó ăn ngay. Chú vào gâu á. Vâng. Chúc em chuyển số của bác cho công ty họ tư vấn cho bác nhé, cho rõ ràng hơn nhé. Vâng. Bác ghi vào chuyển vào tờ giấy cho biết luôn xong chắc. Bác tên là gì nhỉ? Tôi tên là Hạnh, Hạnh chị. Vâng, bác ở đâu? Ở Thụ Ích, Liên Châu, bên Lạng, Vĩnh Phúc. Vâng, bác Hạnh à. Vâng, để xong em lưu số của bác lại, xong em chuyển số của bác cho họ nhé, xong bác tư vấn, nghe họ tư vấn nhá. Và em cho cả Phần phần chu vào đâu à? vâng, sau em cho cả số cửa hàng thuốc thì bác gọi cho người ta tư vấn thêm cho bác cho chắc chắn nhá. Vâng. Vì họ bán thuốc thì họ tư vấn càng rõ hơn cho bác nhá. Thế Optiva này. Octiva là cái phun lớn nó phổ rộng, bác cứ gọi cho cửa hàng là họ sẽ biết đấy, họ cần biết bán gì cái gì giai đoạn này, họ vừa tư vấn em quay video hôm qua mà. Thế thì hôm qua chị không xem, bận không xem rồi, bỏ trí bên diện đỏ này, như thế có bây giờ có phải phun nấm không chú? Đấy, thằng Octiva là nấm phổ rộng đấy. À nấm không 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 phải không phải cái loại phân hôm trước chú chia sẻ à? Hôm Zizomin thì phun lúc trước, giờ mình chuyển sang Octiva. Mỗi giai đoạn một khác cho À. nó tốt, từng cách nhau khác nhau, mỗi cái nó có một cái năng, cái tác dụng khác nhau, cho nên mình phải chọn từng giai đoạn để cho nó thích hợp. À hôm trước là phu phu bu bu chi run đấy. Vâng, Zizomin thì giờ mình chuyển sang nó, Octiva vẫn là công ty Siganta của họ mà. À thế à. Vâng, bác Thế nhé. chú cái thuốc sâu mà cái thuốc sâu của công ty gì nhỉ? Của cái công ty chú vừa nói đấy là thuốc sâu, ý là thuốc sâu hóa học hay sinh học đấy. Họ có cho các cái loại họ chọn mát cho mình bác, bây giờ phun được rồi nhá. Nó là chiết Có xuất. phun thuốc sâu, có phun thuốc sâu không? Đấy, nó là thuốc sâu đấy, nhưng mà nó là dòng mát để phun được giai đoạn này người ta mới bán cho bác. Vâng. Nhà người ta trồng bưởi mà, nhá, nhà người ta toàn trồng nhiều bưởi lắm. Chú ơi, nhà tôi thế nào nó khó lắm, như cái con ốc tí đấy, bây giờ đánh thuốc đi hay nó cứ bò lên bưởi nó gặm không? Cái gì ốc là ốc ốc của thân á. Vâng. Bác đánh ở gốc nó chết mà, mới phun nó chết mà, phun vào thân nó chết mà. Nhưng đừng Cái con phun. ốc tí ạ, cái con ốc tí ạ. Vâng, nó bác giải thuốc ở dưới gốc nó cũng ăn cũng chết mà bác phun mà bác nhặt nó đi ngâm luôn. Nhặt ra ai nhặt được, làm chả có thời gian Thế thì bác đúng đánh thuốc vào nhá. không? Vâng. Làm bác nhá. Thế thôi. Có thế à? Vâng, thế thôi bác nhá, có gì bác hãy liên lạc, bác cứ để ý các video nhá.
vâng. Cảm ơn chú nhá. Bọn em đang đi thăm đồng đây, hàng xóm này chung quanh họ cũng làm được sai quả lắm. Có là chị gọi cho chú hộ chị mới nhá. Vâng vâng. Đấy đang thu âm của bác đấy, bác chào bà con cái. Ơ thì chú ơi. Em xin chào tất cả các bà con đây, mà nhất là đây là cũng không chả biết quay lên video. Thì nhờ cái tư vấn của chú ở trên video nên là chị cũng nghe cái chú tư vấn đấy, thế nên là cũng theo cái học hỏi theo của chú, nên bây giờ chăm sóc cây bưởi năm mọi năm hơn trăm cây bưởi thu được có chục triệu thôi. Thế năm nay thì thấy thì bây giờ mà nó chả có quả, thế năm nay nhờ cái chú chia sẻ cái video trên Facebook đấy thì để xem, thì bây giờ thụ phấn mới làm cho chú, bây giờ làm theo chú, bây giờ bưởi sai sai quả mà bưởi lên đẹp. Vâng. Vâng, thế bây giờ thì thôi thì cũng nhờ chú để tư vấn cho đây, cảm tất cả cái này, cảm ơn chú giúp đỡ chúng tôi, là cũng là tôi năm nay hơn 60 tuổi, hai bà gần hơn 60 rồi. Vâng. Thế trong một ít cây cối ông cứ bảo phá, người cứ bảo phá kiểu này thì phải phá bỏ. Vâng. Xem rồi chú thôi, cảm ơn chú nhá, chú vâng. Giúp đỡ chúng tôi vì cũng bởi có tuổi chả biết làm gì, cây vườn có vườn thì chả biết làm gì. Năm nay thì bác sai như thế thì với hơn trăm quả năm nay là bác hơn trăm cây là bác năm nay nhiều tiền lắm đấy. Vâng, mà tôi bảo là tôi vườn bây giờ mới có tuổi chả biết làm gì, thế cứ trồng lên bưởi, tôi trồng được 10 năm mà chú ạ. Vâng. Tôi không phải mới đâu. Vâng. Bác cứ bón vào cho nó theo cái video cho để cho bưởi nó chất lượng thì được giá thêm nhá. Vâng, tôi cảm ơn chú với cảm ơn tất cả các ông bà, tôi cố gắng để xem video của chú để mà học hỏi, để mà làm lại cây cơ cối cho nó được ngọt, được nhiều quả, vừa ngọt và bán vừa dễ. Vâng. Trường bán ra thị trường nó cũng ngon, đông người mua chú ạ. Vâng, thì bán dễ hơn thì được giá hơn, nó nhỉnh nhau thêm 1-2 nghìn cái là mình có thêm tiền phân bón ngay. Vâng vâng, thế hôm nay phải đầu tư đâu, tất cả phải tới đến vườn cây cối, tôi nhiều vườn cây cối phải một đôi chục, một đôi hai đôi, 20 triệu ấy. Vâng, thì cuối năm nó có nhiều tiền, nếu không đầu tư nó mất mùa thì không phun thì cuối năm mà chả có bưởi bán. Vâng, thì chú không cho cái số điện thoại của cái chú cây đấy à? Vâng, giờ thì em sẽ lưu số em mới chuyển cho bác được nhá. Bác tên là gì nhờ, em lưu lại nhỉ? Bác Hạnh chị. Bác Hạnh chị ở đâu nhỉ? Vũ Ích, Liên Châu, Liên Lạc, Vĩnh Phúc. Vâng, em cứ đi ở Vĩnh Phúc nhá. Bác Hạnh ở Vĩnh Phúc nhá. Ở xã Liên Châu, ở huyện Liên Lạc. Vâng, em cứ Yên Lạc à? Vâng. Vâng, thế em cứ lưu số của bác cho em chuyển cho bác với công ty, mới chuyển cho cái bác không bác gọi cho cửa hàng luôn nhá. Em cho số của cửa hàng đấy nhá. Cho số cửa hàng đi. Vâng, chào bác nhá. Vâng. Cảm ơn bác Hạnh nhá. Vâng, chào bác. Ấy, mình đang đi thăm vườn của xóm thì mình gặp được cái điện thoại của bác Hạnh ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc các bạn nhá. Mấy năm trước bác ấy không làm được, và năm nay bác mua cái điện thoại, bác xem được kênh của mình thì bưởi bác có hơn trăm cây đang cho quả rất sai. Bác cứ hỏi mình là phải phun cái gì, thì mình chia sẻ với bác là bác phải phun Optiva là nấm phổ rộng để nó phát triển tròn trái, và cái thứ hai nữa là phun thêm được cái bọ trĩ các bạn nhá. Nếu có nhện đỏ đánh bọ trĩ, bọ nhện đỏ luôn để cho nó quả nó đẹp mã sau này. Bảo bỏ chỉ thì phun được đẹp bạn nhờ. Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ kênh Nhân V để Nhân V ra những video thiết thực nhất để các bạn cập nhật thông tin, để rút ra kinh nghiệm để cho bưởi nó đẹp và sai quả và được giá sau này. Một nữa xin chào các bạn và gặp lại video sau. Xin chào, cảm ơn các bạn.